cảm thấy mình rất là vui mừng và may mắn mà khi được tham gia một cái chương trình thật là bất ngờ như vậy. Nên em cũng anh em là câu hỏi thứ năm nó cũng dễ lắm luôn đó. Chơi luôn mẹ ơi. Mà lỡ em thua là lại không có gì hết luôn. Nếu mà em thua coi như em mất trắng. Tôi định dạ, đi rồi em... Vậy thì bây giờ tiếp tục là người chơi kế tiếp là ai? Rồi Khương Dừa ơi, đã chọn giùm đi Khương Dừa ơi. Chọn người nào mà chơi đừng thắng. Thưa quý vị các bạn, hôm nay là có anh Khương Dừa ở đây. Là nếu mà lát nữa mà mọi người trúng thì là anh Khương Dừa sẽ là người trả thưởng luôn nha. Chứ bạn còn tiếng một bạn nữ là giờ. Một nữ và một bạn nam á. Ok rồi em kéo đi. Thôi mời Bảo Xanh đi. Rồi mà con, lên đây. Ok. Bé này thi thứ hai nó hung manh anh nhớ không? Không phải không? Mà ở Nguyễn Huệ đó. Ủa vậy hả? Cho con có thể không chúa được cái được không ạ? Rồi cảm ơn chúa ạ. Đó. Ủa vậy hả? Là con hả? Nay nó bự rồi. Vậy hả? Mà cuối cùng nó thi lên sân khấu nó thi cũng rớt. Ồ quý vị các bạn thân mến, đây là một người chơi rất là quen thuộc của Thách Thức Danh Hài qua đây 2 năm. Đó, và bạn ở trong vòng casting bạn đã đè mình với lại mình bạn đã cưỡng hôn từ Khương Dừa cho tới Coleman. Hôm nay bạn xuất hiện đây tiếp có chừng bạn ôm anh hùng nữa đó. Dạ không có hứa nha, hứa nha, không có nha. Ok, hồi nó hôn em với anh là lúc đó 18 tuổi rồi. Đón xem tập 15 quà tặng bất ngờ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ sáu ngày 14 tháng 5 năm 2021 trên HTV7.